Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi về thăm xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Tôi có đến tham quan vườn cảnh Trung Hà. Vâng, vườn cảnh Trung Hà với số lượng cây cũng không nhiều đâu, nhưng mà có một số những cái tác phẩm rất là đặc biệt, tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Cơ sở Trung Hà cũng chính là một tổng đại lý phân phối độc quyền về gạch ốp lát. Đây là hai số điện thoại của cơ sở, địa bàn tại xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Vâng, và bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta vào tham quan khu vực để trưng bày cây cảnh ở sân của công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Hà. Là một cơ sở kinh doanh, ngoài công việc hàng ngày, đó là đại lý phân phối độc quyền về gạch ốp lát. Anh Trung Hà còn đam mê cây cảnh nghệ thuật với những cái tác phẩm mặc dù mới được nhập về thôi nhưng mà cũng rất là trau chuốt và đẹp. Bởi vì trong quá trình chơi của anh ấy, thì anh bắt đầu đang sàng lọc chọn những cây tinh tế để chơi. Vâng, chào anh Trung Hà nhé. Dạ vâng, chào bác Đỗ Sinh vâng. Lên trên Bắc Giang chơi và chào tất cả anh em vườn chơi cây cảnh trên cả nước. Vâng. Qua hình ảnh của vườn cảnh Trung Hà, chúng ta sẽ được đón nhận một số những cái tác phẩm rất là tinh mịn, trau chuốt qua những cái nét chơi riêng độc đáo của anh. Bởi vì thực ra cái thú chơi của anh này mới được có anh chơi cây cảnh được khoảng bao nhiêu năm? Những cái tác phẩm này anh đưa về đây được thời gian lâu chưa anh? Dạ, những tác phẩm này thì cháu mới sưu tầm từ đầu năm nay. Từ đầu năm nay, vâng. Mà cũng là rất đẹp rồi đúng không? Chúng tôi đi lướt qua tất cả những cái tác phẩm ở đây. Sau đó cùng với các bạn chúng ta sẽ chiêm ngưỡng cận cảnh. Tác phẩm đầu tiên tôi chia sẻ với các bạn, chúng ta cùng nhau giao lưu với một cây đa. Hình ảnh của cây đa bến nước Sơn Đình. Cây đa này đạt giải vàng năm 2019. Năm 2019 à? Đạt giải vàng dưới Bắc Ninh. Dưới Hà Nội. À, dưới Hà Nội là đặt ở đâu? Đặt ở trung tâm. Trung tâm hay ở thầy? Hôm đấy em cháu mang đi. À, thế chắc là ở bảo tàng. Vâng. Cây đa với phối cảnh bến nước Sơn Đình đẹp quá. Tôi sẽ lấy hình ảnh tổng thể. Vâng, với mức độ một cây đa mà làm tạo dăm được như thế này phải nói là rất tuyệt vời. Bởi vì làm đa là rất lâu, không như xanh. Trong các cái dòng cây cảnh thì làm đa là làm lâu nhất.
Vâng, với bóng dáng của một cây đa như là một cây đa làng, phối cảnh bến nước sân đình lại gợi nhớ cho chúng ta hai chữ quê hương. Tôi đi chia sẻ rất nhiều những cái tác phẩm, ví dụ như là hồn quê đất Việt, hoặc là những cái tác phẩm mà có liên quan đến bến nước, cây đa, sân đình đều chung một cái nét riêng, đó là biểu hiện hình bóng quê nhà, nét đẹp quê hương, tất cả đều gợi cho chúng ta một cái dấu ấn nhớ về miền quê đã sinh ra ta, nơi chúng ta lớn lên. Dù đi bôn ba khắp bốn biển phương trời nhưng vẫn nhớ về quê. Vâng, tôi lại nhớ đến câu chúng ta có nhiều nơi để đi đến nhưng chỉ có một chốn để đi về, đó là quê hương, là gia đình. Bốn thân, bốn góc rất là đối xứng, và một thân chính ở giữa đưa lên là làm ngọn, cũng như là ngũ phúc hoặc là ngũ lão giáng đình, rất tuyệt vời. Vâng, và trong lúc tôi đang chia sẻ vườn cảnh anh Trung Hà, tôi lại gặp anh bạn là anh Nguyễn Trúc. Vâng, anh cũng đến từ Lạng Giang, nhưng phải nói là vườn của anh Nguyễn Trúc cách đây 3 đến 4 năm trời rồi, Đỗ Sinh đã có phần có lần về tiếp cận. Tất cả những cái tác phẩm của anh Trúc không biết có thay đổi nhiều không, tí tôi sẽ giao lưu với anh sau. Anh Trúc mặc áo phông đỏ đây. Vâng, anh Trúc có đôi điều chia sẻ về cái tác phẩm cây đa bến nước sân đình đẹp như thế này không? Cây đa này thì tôi thấy là nó mẫu mực đấy, nói chung là cũng dạng mẫu mực. Vâng. Đúng là cây đa theo cái dáng đa làng cổ điển, thì được chăm chút, kiểu tót tay dăm rất là kỹ càng. Nghĩa nhân này người ta đã làm. Đẹp quá nhỉ. Tôn thêm được rất nhiều cái giá trị của mặt. Tay chi dăm chi. Tay chi rất đều ra các phía và dăm lại tạo được nhiều rồi. Làm rất là tỉ mỉ, khó cái. Bởi vì bao nhiêu người đều phải công nhận là làm đa là rất lâu. Đúng rồi, làm đa rất lâu, rất rất khó chịu. Mà đạt được như ý muốn như thế này là tuyệt vời quá. Phải chăm chút gần như thường xuyên đa thế thôi. Đúng dáng gần đa là. Vâng. Vâng, và cây đa tiểu cảnh bến nước sân đình như thế này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh em làng chơi mà điện đến thì anh giá thế nào anh nhỉ? Giá dao động cháu muốn giao lưu tầm khoảng 280 triệu. 280. Vâng.
tuyệt vời. Vâng. Bác Trúc cứ đứng đấy rồi anh Trung Hà tiến dịch vào tí nữa nhỉ. Anh tiến dịch vào tí nữa. Đấy, được rồi. Thôi. Vâng, 280 triệu cây đa làng với tiểu cảnh bến nước Sơn Đình rất là tuyệt vời. Chia tay với cây đa, chúng ta đến với một cái lối chơi bộ ba đối xứng của anh Trung Hà. Đó là bộ ba cây xanh. Hai cây xanh long tầm nhỏ hai bên. Và một cây xanh dáng trực ở giữa. Đây là cũng lối chơi đối xứng từ đôn trậu cho đến bóng dáng cây. Rất là tuyệt vời đây. Số điện thoại của anh Trung Hà Đỗ Sinh đăng tải ở trên màn hình phút đầu và phút cuối của cuốn video. Tôi giới thiệu với các bạn cây xanh dáng trực ở giữa trước. Vâng, đây là cây xanh dáng trực theo lối cổ. Là một cây xanh Nam Điền mà có tuổi đời cũng rất là cao rồi. Vâng, và đây là cặp đôi xanh long đối xứng hai bên. Cây thứ nhất. Vâng, còn cây xanh long còn lại.
cái đèn cái bóng này cái chồng nó đẹp từ cái này khi động từ này thôi là vâng, chúng ta thưởng thức tiếp một cây xanh, một tác phẩm song thụ. Anh Trung Hà đã vặt lá, lọc răm. Vâng, tác phẩm xanh song thụ bám đá, những đường đi của nét rễ qua bao năm tháng đã cọp chặt lấy một cái bể đá đẹp như thế này. Vâng, những cái đầu rễ đã quắp như là móng rồng, ôm lấy những viên đá như thế này. Đẹp quá. Vâng, còn đây là một tác phẩm xanh bám đá. Được đặt trong một cái bể vôi mật, là những cái bể cũ, cũng tương đối lâu năm rồi. Vâng, tác phẩm xanh trực hoành với cái tay một đưa dáng hoành ra rất xa và tán rất là bay như thế này. Thank you.
Và chúng ta đến với một tác phẩm xanh dáng lão, là những cây xanh Nam Điền cũng rất là già cây rồi. Cây xanh dáng lão này giờ mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh Trung ơi? Nếu mà khách hàng mà alo đến thì anh giao lưu giá bao nhiêu anh? Cây này thì cháu lấy lại của chú Trúc đây. À thế à? Sẵn. Cái này thì tôi làm từ lâu rồi. Vâng. Bóng của cây xanh dáng lão này hay quá nhỉ? Cái ngày xưa mình bộ đội ở chiến trường Campuchia nên là có một ý tưởng làm một cái cây mang cái dáng vẻ của đất nước chùa Tháp với cái điệu múa Apsara. Vâng. Nên là cây này nó được mang tên là vũ điệu Apsara. Vâng. Mà đã từng đi Bắc Ninh với trong bạc ở hội chợ triển lãm Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc 20 năm tái lập. Vâng. Là cháu nó rất là thích mình cho nó đi về với những người quý cây yêu quây, cái giá nó cũng rất là hữu nghị thôi. Khoảng bao tiền ạ? Có hơn 70 triệu. Bao nhiêu? Không, lúc giờ là hơn 70 triệu. À, hơn 70 triệu. Thế bây giờ mức cây này thì nếu mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh Trung? Cháu muốn lấy lại cộng thêm một tí nữa nhưng mà anh bảo cháu không bán. Không bán. Cháu để chơi thôi. Tức là anh bán 70. Mà bây giờ anh muốn cộng lại thêm độ chục nữa chẳng hạn đúng không? Cộng thêm chục với cái mấy triệu tiền chậu nữa. Mấy triệu tiền chậu nữa. Nhưng mà anh Trung chưa nhất trí. Chắc là tầm khoảng trên 100 đấy. Ta không thích, đang thích không chơi bán. Thì đang thích chơi. Ờ, đây rồi. Đẹp quá. Vâng, nếu mà tôi nhớ không nhầm thì cây xanh này đã qua ống kính Đỗ Sinh cách đây khoảng 3 đến 4 năm thì phải. Đúng không anh? Cháu theo dõi. Vâng, vâng. Khi tôi có mặt ở vườn anh Trúc để làm chương trình. Cũng phải 3 4 năm rồi, cây xanh này. Nhưng lúc đấy xấu hơn không đẹp như này. Cây thì mỗi ngày phải đẹp đi chứ. Mà càng già là càng đẹp. Đúng rồi, càng già càng đẹp. Vâng, người càng già càng xấu nhưng mà cây càng già càng đẹp. Tưởng như người càng già. Không, người mà càng già càng đẹp thì nó thành như gọi là đẹp lão. Vâng, vâng, vâng. Vâng, toàn bộ số cây trong vườn cảnh của anh Trung Hà, Đỗ Sinh đã giới thiệu với các bạn. Tôi cũng giới thiệu thêm một chút nữa. Ngoài cây cảnh ra thì anh Trung Hà còn là một nhà phân phối gạch ốp lát cao cấp. Chúng ta cùng đi thăm qua cái gian hàng của anh. Các bạn có nhu cầu về xây dựng, về trang trí nội thất, gạch ốp lát các loại, liên hệ với anh Trung Hà. Số điện thoại của anh Trung Hà ở trên màn hình ở phút đầu và phút cuối của cuốn video chúng tôi cũng đăng tải. Chúng ta đi thăm một vòng xung quanh khu kho có rất nhiều các cái loại gạch để đáp ứng với các bạn. Nhiều lắm. Đấy. Nhà cháu thì còn nhiều, nhưng mà cháu tạm thời cháu mới chỉ dùng được cái khoảng này. Vâng. Như đất thì bên xung quanh đây vẫn còn nhiều. Đấy, gạch ốp lát đây.
nhiều lắm. Vâng, ngoài gạch ốp lát, những cái mẫu mã rất đẹp đây, thì những cái thiết bị vệ sinh anh Trung Hà sẽ cung cấp đầy đủ cho chúng ta. Vâng, và trước khi chia tay với vườn cảnh anh Trung Hà, chúng ta chia sẻ cây túc bám đá, một cây túc tầm nhỏ. Vâng, đây là phía ngược lại của cây túc, nhìn cũng rất là tuyệt vời đây. Em chịu, em cứ thế em mua em không tìm hiểu sâu lắm. Nhà nó có cái đôi nào thì bắt đầu lại vào đây đi. Và cây túc này mà giao lưu giá bao nhiêu anh Trung? Tầm khoảng 20 triệu chứ ạ. 20 triệu ạ? Vâng. Cháu vẫn gửi nhà anh Thuận đây chứ. Vâng. Chắc thời gian nữa thì chuyển về đi. Chuyển về đặt tập trung cùng với cái lô cây kia. Vâng. Đến đây Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video giới thiệu với các bạn chúng ta cùng giao lưu với vườn cảnh anh Trung Hà ở xã Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang. Đỗ Sinh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn anh Trung Hà nhé. Những cái hình ảnh cây cảnh nghệ thuật không gian vườn anh Trung Hà chúng tôi sẽ phát sóng vào ngày mai, trưa mai nhé. Và cảm ơn anh. Đỗ Sinh xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.